Xin chào. Welcome to the video of Yen Linh Hương today. Do you know one of the favorite drink of Vietnam and of the world nowadays becoming the world trendy? No, you don't know. One of them is that Dalgona coffee. Yes, Dalgona coffee is making very, very special authentic coffee in Vietnam. So how to do it? How to do it in Vietnam? Dalgona coffee, right? First of all, I would like to introduce some ingredient or some material for you first. This is the coffee bag. Coffee bag. Coffee must be in bag. It's not the coffee flower. Okay, remember coffee bag. And we should have some milk. Milk. This is fresh milk, without any sugar. Fresh milk without any sugar. Yeah. And then we should have some ice. We should have some hot water. We should have some sugar, Vietnamese sugar, sugar cane. All right. So how to do it? How to make it? With the spoon, we should have this mixer. Okay. All right. So ladies and gentlemen, please follow us. Follow the steps. How to make the Dalgona coffee today with our team. I would like to introduce our team today. Yes. Miss Rose will make the coffee today. Yes, let's start to do it. All right. Cả nhà cùng làm cà phê bọt biển nha. Mình làm cái này là mình phải theo tỷ lệ 111 nha. Tức là mình dùng cà phê đen này, đường này và nước nóng này là theo tỷ lệ 111. Một gói cà phê đen này sẽ là được 3 muỗng. 3 muỗng ăn muỗng canh như thế này nha. So get the black coffee from the bag first. With the ratio is 1-1-1. One coffee, one hot water, one milk. Ladies and gentlemen, this is the Korean style coffee. Korean quality coffee. But you know, the Korean trending is now influenced into Vietnamese people, especially the young Vietnamese people. All right. Our team is now getting the hot water, and before she pouring in the bowl with sugar and with the coffee in the bag. The quantity ratio must be 1-1-1 scale, okay. It means that one coffee quality, one coffee sugar. Mix the coffee and the sugar and the hot water in a bowl. Yes. Đến hỗn hợp này cho nó bóng lên thì khoảng tầm 8 phút nha. Yeah, she mixed by the handy mixer of the sugar, hot water and coffee in about 8 minutes. This process or this work should be made in about 8 minutes. Yeah, again, this is the result of the Dalgona coffee, the hot trend now recently in Vietnam, and it come from Korea, you know. Dalgona coffee recipe. Hỗn hợp bắt đầu tới một xí rồi. Ok. Cái hỗn hợp của cà phê tới lên rồi đó quý vị. You may use the electric mixer or the handy mixer. Đây là hỗn hợp mà sau khi 8 phút là mình đã đến tới. Mọi người có thể đến nhiều hơn thời gian nha. Nào mà thấy cái bọt biển này nó tới hết rồi, đường nó tan hết rồi này,
giờ nó mịn lắm. Yeah, you step is after 10 minutes. 10 minutes stirring or 10 minutes mist between two material or two or three materials or ingredients. We have a product like this. Sau khi mình làm được bọt biển rồi, thì mình tiếp nha. Mọi người có thể sử dụng loại sữa không đường hoặc có đường tùy theo ý thích này. Mình thì mình sử dụng loại sữa không đường. Yeah, the next steps would be putting in the milk, fresh milk with the sugar. Đã mọi người cũng không cần phải bỏ nhiều đâu, tùy theo lượng mọi người có thể uống. Iceberg, wow, it's up to you, iceberg. A little or some more if you like. It's up to you. Mình đổ sữa vào. Pour into the glass of ice. Milk. Fresh milk. Without sugar. It's better without sugar, you know. Yeah. Mọi người đổ vừa phải và không đổ đầy nha. Thì mình còn có thể bỏ bọt biển vào nữa. Please fill into the glass about 80%. Not to be full. Not to be full into the glass. Rồi, mình đã thấy là mình có một ly sữa đây này. Yeah, we have a milk and ice. Cà phê bọt biển mà mình đã chế tạo được. Wow. And then put into the glass our products today. Wow. Bọt biển này nó lâu tán lắm. Mình có thể 30 đến 40 phút, có thể là 1 tiếng nó mới tán ra. Mọi người yên tâm nha. Yeah, the dalgona is difficult to be melted. To be melt out, very very difficult to be melt out, or it can be said that it take long time to melt out. I mean the dalgona. Yeah, you know, only one bag of coffee, you know? Only one black bag of coffee, but we can make one full glass of the dalgona. Wow, one of the Korean style. Yeah, very beautiful. Pretty. Uh-huh. Thay vì có thể ra quán thì mình những ngày nghỉ dịch mình có thể ở nhà và tạo những ly cà phê ấn tượng này cũng sử dụng với gia đình này mọi người. Wow, you see, with the hashtag stay at home and do it yourself. I say it again, you see, with the hashtag stay at home and do it yourself coffee. Dalgona coffee, one of the Korean product. Korean style, yeah. Well done, we already prepare a very good glass of the dalgona coffee. Made by Vietnamese coffee with the milk, with ice, with hot water. And now we can drink it. Yeah, very good. It looks like a cappuccino. Yeah, ladies and gentlemen, look it. Look like a mình cappuccino, mình yeah. Yeah. Wow, that's it. Nếu mà ai là tiểu thương của cà phê thì rất là thích món này. Wow, very good. Let me test it. Yeah, can be in 30 minutes. It's not melting out in 30 minutes. Wow, I see the coffee. Very tasty coffee. And milk, excellent. Yeah. What? All right, let's get it done. Thank you so much. Thank you. Cảm ơn mọi người đã xem nha. All right, share and subscribe with us and enjoy your time at home. Stay home, please. Thank you and bye bye. Thank you, mọi người.